mâu thuẫn với cầu thủ, huyền thoại MU bất ngờ chia tay PSV. Ruud Nistelrooy từ chức huấn luyện viên trưởng PSV Eindhoven ngay khi mùa giải của bóng đá Hà Lan chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Huấn luyện viên trưởng Ruud Nistelrooy thông báo vào sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 5, về việc rời PSV, trang chủ câu lạc bộ Hà Lan có đoạn viết. Sau một số cuộc thảo luận về các vấn đề nội bộ diễn ra trong những tuần gần đây, một cuộc họp được tổ chức vào tối thứ Ba, ngày 23 tháng 5, giữa Hội đồng Quản trị và Van Nistelrooy. Đôi bên quyết định tập trung vào trận đấu với AZ vào Chủ nhật tới và tiếp tục thảo luận sau mùa giải. Trang chủ PSV tiếp tục giải thích, đến sáng ngày 24 tháng 5, Van Nistelrooy thông báo với câu lạc bộ rằng vì không có đủ sự ủng hộ của ban lãnh đạo, huấn luyện viên sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt đội bóng lâu hơn. Ở vòng đấu cuối cùng cuối tuần này, Fred Rutten sẽ tạm thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng PSV. Câu lạc bộ rất tiếc về quyết định của Van Nistelrooy và biết ơn anh ấy vì giành được Johan Cruyff Shield và Toto Khanhvebe-Becker mùa này. Truyền thông Hà Lan đưa tin Van Nistelrooy nảy sinh mâu thuẫn với vài cầu thủ trụ cột trong đội hình PSV thời gian qua. Cựu tiền đạo MU đề nghị sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo PSV để lập lại trật tự phòng thay đồ. Song, ban lãnh đạo đội bóng Hà Lan dường như không ủng hộ hoàn toàn vị huấn luyện viên trưởng, dẫn đến quyết định kể trên. Việc Van Nistelrooy từ chức PSV ngay khi giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa này còn một vòng đấu nữa mới kết thúc gây ngỡ ngàng cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Cựu tiền đạo 46 tuổi trải qua mùa giải đầu tiên thành công cùng PSV trên băng ghế huấn luyện. Ông giúp PSV vô địch cúp quốc gia và siêu cúp Hà Lan. Tháng 3 năm ngoái, Van Nistelrooy lần đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng đội một câu lạc bộ chuyên nghiệp sau khi nhận lời tiếp quản PSV. Hợp đồng giữa đội chủ sân Philips và cựu danh thủ người Hà Lan kéo dài 3 năm. Trước đó, cựu tiền đạo từng ghi 95 bàn thắng trong 150 lần ra sân cho MU đã cầm quân ở đội U19. Đội dự bị PSV, dòng, cùng hai lần làm trợ lý cho tuyển quốc gia Hà Lan.